6 loại quả không bao giờ nhập Trung Quốc, ăn mà yên tâm 100%. Theo lãnh đạo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, có những loại quả Việt Nam không bao giờ phải nhập khẩu. Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hoa quả Việt Nam tuy phong phú, đa dạng và hương vị rất thơm ngon, nhưng chúng ta cũng phải nhập khẩu từ nước ngoài về, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Có rất nhiều lý do phải nhập, như các loại hoa quả đó chúng ta không trồng được, hoặc trồng được rất ít do điều kiện tự nhiên. Ví dụ các loại quả ôn đới như anh đào, việt quất, táo tây, kiwi, lê, v.v. Do chênh lệch mùa vụ, khi ở Việt Nam loại quả đó chưa đến vụ, nhưng ở nước khác đã có xoài, nhãn, v.v. Song, có nhiều loại quả tươi mà Việt Nam trồng được với sản lượng cực lớn, đủ cung cấp cho thị trường trong nước, thậm chí xuất khẩu rất nhiều. Những loại quả này chúng ta cũng không phải nhập khẩu bao giờ. Dưới đây là những loại quả Việt Nam không bao giờ phải nhập khẩu. Vú sữa. Việt Nam hiện là nước duy nhất trên thế giới có vú sữa làm hàng hóa xuất khẩu. Mới đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng đã cho phép nhập khẩu quả vú sữa của Việt Nam vào thị trường này, dự kiến bắt đầu từ quý 4 năm 2016. Hiện nay, có rất nhiều giống như vú sữa lò rèn, vú sữa nâu tím, vú sữa vàng. Trong đó, giống vú sữa lò rèn đặc biệt được trồng nhiều nhất bởi trái vỏ mỏng, sáng bóng rất đẹp, thịt trái nhiều, hương vị thơm ngọt, nhiều chất dinh dưỡng, được nhiều người ưa chuộng. Các quốc gia trên thế giới đánh giá rất cao chất lượng của trái vú sữa lò rèn ở Việt Nam. Những năm gần đây, để xuất khẩu ra nước ngoài, vú sữa Việt Nam phải đạt tiêu chuẩn. Điều này đã được Hợp tác xã Vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, Tiền Giang thực hiện thành công nhiều năm qua trên 55 ha vú sữa, cho năng suất 400 tấn trên một năm. Dưa hấu không phải loại quả độc quyền giống như quả vú sữa, song Việt Nam lại là nước trồng dưa hấu nổi tiếng, với khá nhiều loại giống như Hắc Mỹ Nhân, Thành Mỹ Nhân. Dưa hấu được trồng ở khắp các địa phương, trải dài từ Bắc đến Nam. Tuy nhiên, trồng tập trung nhất vẫn là ở vùng Hải Dương, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Tiền Giang và Trà Vinh, v.v. Theo thống kê của Cục Xuất Nhập Khẩu, Bộ Công Thương, sản lượng dưa hấu dự kiến năm 2016 vào khoảng 1,5 triệu tấn. Trong đó, tiêu thụ dưa hấu tại thị trường trong nước chiếm khoảng 80%, 20% còn lại là xuất khẩu. Với xuất khẩu, Trung Quốc là thị trường lớn nhất, chiếm 85-90%. Hiện trên thị trường, dưa hấu được bày bán khắp các sạp chợ. Người dân có thể mua ăn dưa hấu quanh năm với giá tiền chỉ từ 10.000 đến 35.000 đồng một ký, tùy loại và tùy vào thời điểm. Thanh long. Sau dưa hấu, thanh long cũng là loại quả Việt Nam không bao giờ phải nhập khẩu, vì sản lượng thanh long của Việt Nam không những cung cấp đủ cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu đi một số nước trên thế giới với khối lượng lên đến 1,1 triệu tấn mỗi năm. Hiện có giống thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng được trồng phổ biến ở các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Tiền Giang, Long An. Vào mùa, giá thanh long tại vườn chỉ dao động từ khoảng 5 đến 10.000 đồng một ký, hoặc cao điểm thì khoảng 15.000 đồng một ký. Còn ở chợ, giá thanh long thường được bán ở mức 15 đến 45.000 đồng một ký tùy loại. Thời điểm dội chợ, giá bán lẻ chỉ còn ở mức 10.000 đồng một ký. Bưởi. Bưởi cũng là loại quả mà Việt Nam chỉ xuất khẩu, không bao giờ phải nhập khẩu. Không chỉ trồng một hai giống bưởi, Việt Nam có rất nhiều các loại bưởi nổi tiếng. Ví dụ như bưởi Nam Roi, bưởi da xanh được trồng rất nhiều ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Bưởi Diễn ở Hà Nội rất nổi tiếng, thường xuất hiện vào dịp Tết Nguyên Đán. Bưởi đỏ Văn Luận ở Thanh Hóa, bưởi Đan Hùng ở Phú Thọ. Hiện trên thị trường tràn ngập các loại bưởi, giá cả cũng phụ thuộc vào tùy loại, tùy vào chất lượng. Đơn cử, tại chợ Hà Nội, loại bưởi quê có giá 20-30.000 đồng một quả. Bưởi Nam Roi giá 40-50.000 đồng một ký. Bưởi da xanh giá 100-120.000 đồng một ký. Vải thiều. Vải thiều là loại quả không chỉ nổi tiếng khắp Việt Nam. Loại quả ngọt thơm này còn được nhiều nước trên thế giới biết đến. Thế nên ở Việt Nam, chúng ta không bao giờ phải nhập khẩu vải thiều, dân có thể ăn thoải mái. Thủ phủ vải thiều Bắc Giang hiện nay có tới 30.000 ha, sản lượng ước đạt khoảng 13.000 đến 200.000 tấn mỗi năm. Còn Hải Dương cũng có khoảng 11.000 ha đất trồng vải thiều,
cung cấp gần 40.000 tấn mỗi năm. Vào mùa hè, trên khắp cả nước từ đồng bằng đến thành thị, vải được bày bán khắp các sạp chợ với giá từ 60 đến 80 nghìn đồng một ký, thời điểm đầu hoặc cuối vụ. Vào thời điểm chính vụ, giá vải chỉ ở mức 15.000 đến 35.000 đồng một ký. Ngoài phục vụ nhu cầu trong nước, năm 2016, Việt Nam còn xuất khẩu 77.000 tấn vải thiều sang các nước như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản. Chuối, dù không có thế mạnh như dưa hấu, vú sữa, thanh long, bưởi và vải thiều, nhưng chuối cũng là loại quả Việt Nam trồng rất nhiều, tập trung chủ yếu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, với các giống nổi tiếng như chuối tiêu hồng, chuối sứ, chuối sáp, chuối ngự. Số liệu từ Cục Bảo vệ Thực vật cho thấy, chưa tính lượng chuối tiêu thụ trong nước, riêng lượng chuối xuất khẩu mỗi năm ước đạt 40.000 tấn. Giá của loại quả này thuộc diện siêu rẻ, thường thì một nải chuối tiêu hồng ở mức 20 đến 30 nghìn đồng một nải, chuối sứ 30 đến 40 nghìn đồng một nải, chuối ngự loại đắt nhất cũng chỉ 60 đến 70 nghìn đồng một nải. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Năm thực phẩm từ Trung Quốc được cảnh báo phải tránh xa. Từ hóa chất chết người melamin có trong sữa đến mật ong độc hại. Trung Quốc từ lâu đã cho phép thực phẩm chứa độc tố và những sản phẩm xuất khẩu nguy hiểm khác vượt quá giới hạn. Dưới đây là top 5 loại thực phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc mà tờ Epoch Times khuyến nghị nên cẩn thận. 1. Cá rô phi. Theo thông tin đăng tải trên một tờ báo của Pháp, nguồn nguyên liệu chế biến thực phẩm đông lạnh từ Trung Quốc, đặc biệt là cá rô phi để làm phi lê đông lạnh ẩn chứa nhiều loại chất cấm độc hại. Các loại kháng sinh do người nuôi đưa vào thức ăn hay môi trường sống để kích thích cá sinh trưởng, phát triển khiến các cơ quan nhập khẩu, dù có thiết bị giám sát, cũng khó phát hiện ra. Nguồn cá này thực tế, các hộ nhỏ lẻ nuôi, sau đó các công ty thu mua chế biến, nhưng dưới hình thức là công ty tự nuôi theo quy trình an toàn. Nhiều nước châu Âu thường xuyên đưa ra những danh mục cấm các loại hóa chất độc hại, tuy nhiên cấm chất này, người nuôi lại tìm cách đưa chất khác vào. Nhiều người biết rằng người nuôi cá ở Trung Quốc không cho các con họ ăn cá mà họ nuôi. Có một báo cáo một số năm trước ở Trung Quốc về trường hợp một bé gái sống ở một làng cá bắt đầu có kinh nguyệt khi mới lên 7 do hàm lượng hormone dùng trong việc nuôi cá quá cao. Người nuôi cá sử dụng những loại hormone tăng trưởng và kháng sinh mạnh để cá có thể sống được trong môi trường đông nghiệt bẩn thỉu. Có nhiều lời thắc mắc về việc cá rô phi Trung Quốc đã bán ở Việt Nam chưa. Theo nhà quản lý thị trường, hiện nay, sản phẩm cá rô phi bán ngoài chợ hầu hết được cung cấp từ các hộ nuôi trồng ở Việt Nam. Nhưng trong tình hình hàng Trung Quốc có thể tràn sang Việt Nam, thượng vàng hạ cám thì người tiêu dùng cũng nên thận trọng. 2. Cá tuyết. Khoảng 51% số lượng cá tuyết trong các chợ ở Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc, tương đương 70,7 triệu pound, khoảng 32.000 tấn mỗi năm. Những điều đó nói về cá rô phi cũng tương tự đối với người nuôi cá tuyết. Cá tuyết ở Việt Nam được liệt vào hàng đặc sản, hầu hết bán cho những nhà hàng, nhưng nguồn gốc từ loại cá này từ đâu thì không ai kiểm chứng được. 3. Nước ép táo. Nếu bạn mua một hộp nước ép táo giá rẻ, có mùi vị không ngon lắm, nó có thể đã trải qua một chặng đường vận chuyển dài, tất cả đều từ Trung Quốc. Khoảng 50% số lượng nước ép táo được bán ở Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc, khoảng 367 triệu gallon, khoảng 1,4 triệu mét khối hàng năm. Hộp nước ép ngon và đẹp mắt bạn đặt vào bữa trưa của con bạn, thay vì đưa một lon nước có ga, bạn hãy cho con uống thứ nước có vẻ tốt cho sức khỏe, nhưng chứa đầy thạch tín, một thứ kim loại nặng có thể gây ung thư. Điều chắc chắn là giá các sản phẩm của Trung Quốc rẻ hơn giá các sản phẩm của các nhà nông Mỹ. Nhưng có một lý do làm cho nó rẻ là vì các vườn cây của Trung Quốc dùng rất nhiều các loại thuốc trừ sâu bất hợp pháp có chứa thạch tín để rồi thấm vào cây và đọng vào trong quả.
bã thuốc trừ sâu vẫn còn trong trái cây, rau và thực phẩm chế biến khi đưa đến các nhà cung cấp thực phẩm đã từ lâu là một vấn nạn. Trung Quốc là nhà sản xuất thuốc trừ sâu lớn nhất thế giới và thất bại trên diện rộng trong việc xác định những bã hóa chất trái phép hoặc nguy hiểm có trong thực phẩm. Bằng chứng là nước này có những mức giới hạn bã hóa chất rất hào phóng. Ở Việt Nam, mặc dù người tiêu dùng đã rất cẩn trọng với hoa quả có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng nguồn gốc các loại nước ép trái cây thì được ít người quan tâm. 4. Nấm tươi. Các cơ quan chức năng của tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc đã thu giữ 35 tấn nấm được xử lý bằng các chất công nghiệp có thể gây ung thư. Cụ thể, chúng được ngâm hóa chất axit citric công nghiệp. Các chuyên gia cho biết, việc cho axit citric vào nấm giúp bảo quản nấm tươi ngon tới 1 năm. Một số người sản xuất đã sử dụng loại hóa chất này để thay cho chất bảo quản không độc hại khác nhằm làm giảm giá thành sản phẩm. Các chuyên gia y tế cho biết, axit citric công nghiệp này có hại cho hệ thần kinh của con người vì nó có thể gây dị ứng và gây ung thư. Ở Việt Nam, hầu hết nấm tươi bán ngoài chợ đều có nguồn gốc rõ ràng và phần nhiều trong chúng được nhập về từ Trung Quốc. Ngoài ra, bạn cũng cần cố gắng tránh xa những loại nấm đóng hộp. 34% lượng nấm chế biến sẵn là từ Trung Quốc, tức là 62,9 triệu won, khoảng 28,5 nghìn tấn mỗi năm. 5. Tỏi. Có rất nhiều cách mà tỏi có thể được cho vào thức ăn chế biến sẵn. Khoảng 31% số tỏi, tức là 217,5 triệu won, khoảng 98,6 nghìn tấn là từ Trung Quốc. Bạn có thể thấy chúng được dán nhãn sản phẩm hữu cơ, nhưng thực chất không có bên thứ ba nào kiểm tra và chứng nhận những sản phẩm hữu cơ ở Trung Quốc. Để kiếm lời, ai cũng có thể dán nhãn hữu cơ. Ở Việt Nam, những loại gia vị như hành, tỏi, gừng có nguồn gốc từ Trung Quốc được bán tràn lan ngoài chợ và được rất nhiều người lựa chọn vì giá rẻ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chia tay bệnh tiểu đường sớm nhờ các bài thuốc dân gian này. Bệnh tiểu đường sẽ sớm chào thua các bài thuốc dân gian này. Không cứ phải thuốc đắt, thuốc ngoại mới chữa bệnh tốt. Có những bài thuốc quý ngay trong vườn nhà mà đôi khi bạn không biết. Khám phá ngay bài thuốc dân gian chữa bệnh tiểu đường vô cùng hiệu quả. Khoảng gần 8% dân số Việt Nam mắc bệnh tiểu đường và đây là căn bệnh phổ biến trong xã hội hiện nay. Việc điều trị bệnh tiểu đường bằng các loại thuốc tây vừa gây cho bệnh nhân mệt mỏi là ảnh hưởng về kinh tế, gây biến chứng các bệnh khác. Cây thuốc nam chữa bệnh tiểu đường rất công hiệu và an toàn, không gây biến chứng mà nhiều người không biết, cứ lầm tưởng điều trị tây y hiệu quả mà quên đi các giá trị mà bài thuốc cổ truyền trong dân gian mang lại. Việc tìm các vị thuốc nam không khó vì đây là cây thuốc, cây cỏ quanh nhà mà chúng ta rất dễ gặp. Các loại cây này giúp giảm bớt các triệu chứng do tiểu đường gây ra, rất hiệu quả cho những người mắc bệnh tiểu đường. Chữa bệnh tiểu đường bằng cây chuối hột. Xưa nay chúng ta chỉ biết cây chuối hột thông qua việc dùng quả của nó. Tuy nhiên ít người biết rằng ngay cả thân, hạt của chuối hột cũng là vị thuốc quý. Các nhà khoa học đã chứng minh trong chuối hột có chất giúp ổn định đường huyết. Phương pháp phổ biến nhất để trị tiểu đường bằng cây chuối hột là đào lấy củ chuối rửa sạch, giã hoặc ép lấy nước cho người bệnh uống. Nếu không thể đào được củ chuối, bạn cũng có thể dùng thân cây chuối hột, khoét ngang một lỗ, để bên dưới một chiếc bát nhỏ để nước từ thân cây tiết ra, sau đó mang nước này cho người bệnh uống cũng có tác dụng tương tự. Nhưng chú ý rằng, mùa mưa, nước chuối hột loãng hơn nên bạn cần phải uống lượng nước nhiều hơn mùa nắng. Vỏ dưa hấu làm thuốc chữa bệnh tiểu đường. Dưa hấu là loại quả bổ dưỡng cho sức khỏe. Ngoài việc được dùng để giải khát trong những ngày hè nóng nực, thì dưa hấu còn được dùng để chữa bệnh tiểu đường. Các nhà khoa học đã chứng minh, cứ 100g dưa hấu có 95,5% nước, 1,2% protein, 2,5% glucid, 0,5% cellulose, các muối khoáng canxi, phosphor, sắt, các vitamin B1, B2, PP, C,
carotin. Đặc biệt, dưa hấu còn chứa nhiều axit folic, là một trong các yếu tố quan trọng cần thiết trong quá trình tạo máu, rất tốt cho người tiểu đường. Bên cạnh việc ăn dưa hấu, người bệnh tiểu đường cũng không nên bỏ vỏ dưa đi, bởi chúng có thể tạo thành bài thuốc vô cùng hiệu quả đấy. Người bệnh dùng 30g vỏ dưa hấu, 30g vỏ bí xanh, xắt lấy nước uống 3 lần mỗi ngày, làm liên tục trong vòng 1 tháng để cảm nhận hiệu quả. Lá ổi trị bệnh tiểu đường. Đông y sử dụng lá ổi là vị thuốc chữa bệnh từ lâu đời. Khoa học hiện đại cũng đã chứng minh cả quả ổi và lá ổi đều có tác dụng giảm lượng đường trong máu. Bài thuốc trị bệnh tiểu đường cần dùng các nguyên liệu: lá sa kê rụng, đậu bắp và lá ổi non, búp thì càng tốt. Ba thứ trên mang rửa sạch rồi cho vào nồi đất nấu với 2 lít nước, đến khi cô đọng lại còn khoảng 510ml thì chia ra để uống 3 lần trong ngày. Các hợp chất flavonoid có trong lá ổi giúp người bệnh hạ đường huyết nhanh chóng. Ngoài ra, việc ăn quả ổi hay dùng lá ổi tươi xắt lấy nước uống hàng ngày cũng rất có lợi cho sức khỏe bệnh nhân tiểu đường. Chữa bệnh tiểu đường bằng quả khế. Quả khế không chỉ được dùng để nấu canh chua, ăn kèm rau sống, mà còn có tác dụng chữa bệnh tiểu đường hiệu quả mà không phải ai cũng biết nhé. Nếu bạn hoặc một người thân trong gia đình mắc phải căn bệnh này, có thể dùng trái khế để chữa trị bằng cách sau: lấy quả khế phơi khô trong bóng râm, đem thái thành lát mỏng. Mỗi ngày các bạn lấy khoảng một vốc cho vào nồi, rồi đổ nước vào nấu cho tới khi còn lại một nửa thì dùng để uống. Nên áp dụng thường xuyên, sau 3 tháng sẽ có tác dụng làm giảm lượng đường huyết trong máu xuống mức ổn định. Sau đó, việc kiêng ăn đồ ngọt cũng không cần quá khắt khe. Ngoài ra, quả khế còn có tác dụng chữa bí tiểu, tóc bạc sớm và chữa táo bón hiệu quả. Chữa bệnh tiểu đường bằng hạt quả vải. Dùng hạt quả vải cũng là một trong những bài thuốc đông y chữa bệnh tiểu đường rất đơn giản mà hiệu quả cao, được áp dụng phổ biến trong dân gian. Theo đông y, hạt vải vị ngọt chát, tính on, có tác dụng tán hàn, chữa tiêu chảy, đau răng, đau tinh hoàn và tiểu đường tiếp 2. Để phòng và điều trị bệnh tiểu đường tiếp 2 bằng hạt vải, người bệnh có thể áp dụng theo bài thuốc như sau. Hạt vải đem sấy khô, tán thành bột mịn, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần dùng khoảng 10g và với nước để uống sẽ cho hiệu quả làm giảm lượng đường trong máu xuống mức ổn định. Bài thuốc dùng tốt nhất cho các trường hợp người bị bệnh tiểu đường tiếp 2 trên 40 tuổi. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Lại thêm một loại rau trường thọ được cả thế giới tôn sùng, mọc đầy rẫy ở Việt Nam mà chúng ta đang bỏ lỡ. Sau rau dền, mới đây lại phát hiện thêm 4 loại rau trường thọ được thế giới tôn sùng đang mọc hoang, mọc dại ở khắp Việt Nam như cỏ. Rau sam. Ở một số nước, rau sam là loại rau được ưa chuộng và thường được săn lùng về ăn vì nó có nhiều công dụng kỳ diệu không ngờ. Ở nhiều nước châu Âu, rau sam được dùng trong các món ăn khá phổ biến. Người Hà Lan dùng rau sam làm dưa chua, người Pháp cũng rất thích rau sam. Ở Mỹ có món rau sam trộn dầu giấm, người Trung Hoa xưa gọi rau sam là rau trường thọ. Rau sam. Nhưng thật bất ngờ ở nước ta, rau sam mọc hoang rất nhiều và chỉ được người dân nông thôn dùng làm rau ăn hàng ngày mà không hề biết đến công dụng tuyệt vời của nó. Sự thật đã được các nhà khoa học đã khẳng định, rau sam có tác dụng chống oxy hóa cực mạnh, giúp nuôi dưỡng các tế bào khỏe mạnh, củng cố hệ miễn dịch và tăng cường tối đa sức đề kháng, đặc biệt là những lúc cơ thể bị bệnh tật tấn công. Rau sam còn chứa hàm lượng kali và axit omega 3 rất cao và bền vững. Hai chất này giúp điều hòa cholesterol trong máu, tăng cường bền và sự dẻo dai của thành mạch, ổn định huyết áp, bảo vệ cơ bắp của trái tim và từ đó hạn chế tình trạng đột tử cho bạn. Rau sam với nước ta chỉ là cây dại. Vị chua nhẹ, ngọt mát tự nhiên của rau sam giúp điều hòa khí huyết, tiêu diệt các vi khuẩn có hại xâm nhập vào cơ thể bạn. Không chỉ có vậy,
Trong rau sam còn rất giàu axit silic, một hoạt chất có tác dụng nuôi dưỡng tế bào mới, tiêu diệt mầm móng ung thư và hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh khác nhau. Rau dương xỉn. Các nhà khoa học phát hiện ra dương xỉn có rất nhiều công dụng với sức khỏe như bổ sung vitamin, giàu dinh dưỡng tốt cho cơ thể và còn có tác dụng chữa nhiều bệnh. Loại rau này đặc biệt giàu protein, chất béo, carbon hydrate, khoáng chất và vitamin. Giá trị dinh dưỡng rất cao, trong dương xỉ chứa một số loại vi khuẩn có lợi, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, sát trùng, chống viêm. Vì thế, những người bị các bệnh mẩn ngứa, vết thương lở loét, ăn rất có lợi. Dương xỉ có nhiều công dụng tốt cho cơ thể. Người dân phương Tây, Hàn Quốc, Nhật Bản thường ăn dương xỉ hàng ngày để phát huy công dụng của nó với cơ thể. Thậm chí, dương xỉ là một trong những mặt hàng đắt đỏ tại siêu thị những quốc gia này. Nhưng ở nước ta, dương xỉ được coi là cây mọc dài, chỉ một số ít người dân miền núi sử dụng làm rau ăn hàng ngày vì không kiếm được nguồn rau khác. Gần đây, rau dương xỉ mới trở nên phổ biến hơn và được nhiều người Việt sử dụng. Cây bèo tây. Ở Nhật, bèo tây được bán khá đắt. Một nhánh bèo tây có giá 80 yên Nhật, khoảng 16.000 đồng. Người Nhật thường mua bèo tây trong siêu thị về để ăn, làm gỏi, chữa bệnh, hoặc dùng để trồng lọc nước. Cây bèo tây được phát hiện ra có công dụng tốt khi đắp vết thương, mụn nhọt, giảm sưng tấy, chống viêm rất hiệu quả. Ở nước ta, loại cây thần dược này đang mọc hoang dại rất nhiều ở các ao hồ, vùng sông nước và chỉ dùng cho lợn ăn. Cây tầm bốt được coi là vị thuốc tốt trong điều trị bệnh đái tháo đường hoặc làm thuốc lợi tiểu. Quả cây tầm bốt đặc biệt có giá ở Nhật Bản, Thượng Hải, Trung Quốc. Ở Nhật Bản, một ký quả tầm bốt có giá bán lên tới 700.000 đồng, thậm chí còn đắt đỏ hơn giá của nhiều loại rau quả nhập khẩu về Việt Nam. Nhưng Nhật và nhiều nước khác thường mua tầm bốt về ăn tươi hoặc nấu canh ăn hàng ngày. Ở nước ta, loại cây mọc như cỏ dại diệt đi không hết. Thậm chí nhiều vùng nông thôn còn dùng thuốc diệt cỏ diệt tận gốc cây này mà không biết rằng nó có rất nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.